Từ ngày thấy A Phủ, Mị bỗng muốn đi chơi. Trên thế gian chỉ có hai người không thể múa quạt là Doraemon và Mị. Mị nhớ những festival EDM đẳng cấp, những màn rap battle, những trận đấu b-boy nảy lửa của đám trai bạn. Mị còn trẻ, Mị muốn đi chill. Thích thì đi thôi, chỉ cần có người đồng hành thì chẳng phải nghĩ ngợi. Cứ ngồi sau anh cho em xem những con đường xanh tắp, sát vào lưng của anh, anh đâu mơ đến những quả phanh gấp. Mình cứ banh nóc rồi tối về nhà nằm lăn lóc. Giấc ngủ ấy sẽ mệt nhưng nó bình yên hơn những đêm trằn trọc. Vậy nên em hãy mặc áo mới và chải tóc. Đã đến lúc mình nhận ra cho mấy củ hành mới khiến mình phải khóc. Tôi chết chắc là say em thật, mỗi lần được nghe giọng em lại thèm cầm tay em chặt. Nhưng mà tiếc, mình chỉ danh nghĩa bạn thôi. Anh muốn gặp em lúc này để cho nhung nhớ tạm vơi. Biết làm sao bây giờ, anh điên thật mất, hay là anh đi chùa Hà vì thấy bảo thiêng bậc nhất. Không nhớ là tình trạng này đã theo anh bao nhiêu đêm. Biết là không nên nhưng mà còn thêm anh yêu em.